Kênh Cây Thuốc Nam xin kính chào bà con, cô bác và các bạn. Và cũng xin cảm ơn quý khách là hội viên của kênh Cây Thuốc Nam đã ghé xem video. Kênh Cây Thuốc Nam chào bà con và các bạn. Trong video hôm nay, kênh Cây Thuốc Nam giới thiệu cho bà con về tác dụng dược liệu từ cây quýt gai. Thưa bà con, là cây quýt gai thì còn có nhiều cái tên khác như là cây tầm sọng, cây gai xanh, cây quýt rừng, cây cúc keo, cây cam trời, cây độc lực. Đó là những cái tên mà cây quýt gai được đặt theo từng vùng miền. Thì mời bà con và các bạn nghe những cái tác dụng chữa bệnh từ cây quýt gai này. Chữa bệnh rối loạn tiêu hóa. Rối loạn tiêu hóa là một biểu hiện bất thường của hệ tiêu hóa. Bệnh lý này có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và gây ra sự khó chịu, ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống sinh hoạt của người bệnh. Từ xa xưa, ông cha ta có rất nhiều những bài thuốc đông y giúp hỗ trợ điều trị chứng rối loạn tiêu hóa. Trong đó phải kể đến bài thuốc từ cây quýt gai. Chúng ta hãy cùng đi vào bài viết dưới đây để tìm hiểu về dược liệu này nhé. Và liều dùng của cây quýt gai thì từ 30 đến 40 gram tươi. Sau đây thì bà con mình tìm hiểu về cây quýt gai như sau. Cây quýt gai thuộc họ cam, được gọi với nhiều tên khác. Loại cây này trông rất giống với cây chanh và cao khoảng chừng từ 1 đến 2 mét. Thân cây có nhiều gai nhọn, quả chỉ to như hòn bi, có màu xanh khi còn non, tức là trái có màu xanh khi còn non và khi chín thì trái có màu đen đặc trưng. Và sau đây thì mời bà con và các bạn tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh rối loạn tiêu hóa. Tiêu hóa là quá trình chuyển đổi thức ăn thành các chất có thể hấp thu qua thành ống tiêu hóa để vào máu. Quá trình tiêu hóa bắt đầu từ miệng cho đến ruột già, và nếu có bất kỳ nguyên nhân nào làm thay đổi, cản trở, đảo lộn quá trình tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa sẽ dẫn đến tình trạng rối loạn tiêu hóa. Đó là nguyên nhân gây tiêu hóa. Và sau đây, nguyên nhân dẫn đến tình trạng rối loạn tiêu hóa như sử dụng thức uống có cồn, ăn uống thiếu khoa học, sử dụng những thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, mắc một số bệnh lý liên quan đến dạ dày như viêm dạ dày, loét dạ dày. Đó là những cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng rối loạn tiêu hóa. Và bệnh nhân viêm đại tràng, mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Đó là những cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng rối loạn tiêu hóa. Và sau đây, mời bà con và các bạn nghe những bài thuốc chữa bệnh rối loạn tiêu hóa từ dược liệu cây quýt gai. Và tiếp theo, bài thuốc thứ 12, chữa phong thấp, đau xương và đau mình mẩy. Thì để được cái chữa cái bệnh này thì bà con sử dụng dược liệu như sau. Rễ quýt gai 16g phối hợp với lại thổ phục linh 12g, ngưu tất 12g, thiên niên kiện 8g. Tất cả dược liệu bà con thái nhỏ phơi khô, ngâm với rượu trong nhiều ngày, khoảng 3 tuần thì 4 tuần thì bà con có thể sử dụng được. Và mỗi lần bà con sử dụng thì ly uống nước trà, bà con mỗi lần sử dụng là 1 ly và ngày thì sử dụng 2 đến 3 lần. Hoặc bà con cũng có thể dùng cái dược liệu này, nếu bà con không uống rượu được thì bà con dùng cái dược liệu này nấu thành cao rồi pha với nước nóng uống, hoặc số lượng nhiều thì bà con nấu thành cao rồi sau đó lấy cao pha với rượu mà uống nè. Cá mè, trâu, chó, nước uống tăng lực như là bia rượu number one, hoặc là ăn nhạt một chút xíu, ăn ít mặn lại, ít muối lại. Đó là khi sử dụng dược liệu cây quýt gai để chữa bệnh. Thì qua cái bài thuốc này, bà con và các bạn mình có thể là tìm không ra cái dược liệu thì bà con có thể đến hiệu thuốc đông y ở nơi mình ở gần nhất và đặt mua những cái dược liệu có, ví dụ như là rễ cây quýt gai hoặc là thổ phục linh hay ngưu tất, thiên niên kiện, những cái dược liệu có trong những cái to thuốc đây. Và mong rằng bà con tìm cho mình được bài thuốc chữa bệnh hiệu quả từ dược liệu cây quýt gai này. Chúc bà con mau hết bệnh và chúc bà con nhiều sức khỏe. Kênh Cây Thuốc Nam xin cảm ơn bà con và các bạn đã bỏ thời gian quý báu của mình để nghe qua bài viết này. Và hãy đồng hành cùng với kênh Cây Thuốc Nam chúng tôi để tìm hiểu nhiều bài thuốc quý hiếm. Và bà con và các bạn hãy nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh, bật nút chuông để theo dõi những video mới nhất hàng ngày mà kênh Cây Thuốc Nam xuất bản. Kênh Cây Thuốc Nam xin kính chúc bà con luôn mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc, may mắn, thành công trong cuộc sống. Kênh Cây Thuốc Nam xin chào và hẹn gặp lại bà con ở video sau.